Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Wow, anh em chúng ta bỏ luôn bé thần cơ, một môn phái rất mạnh trong tầm ma nha. Và quyết định chơi ba môn phái hàng thổ. Team này chơi có vẻ là lớn đây anh em ơi. Bây giờ chúng ta đang có mặt tại khu vực số 16 và check map khu vực số 15. Phía trên chuẩn bị có giao tranh rồi, chuẩn bị lên ăn thơm nào. Kèo khá thơm. Khi sở hữu đội hình ba hệ thổ thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi quét map thường xuyên thôi. Đó là cái điều mà anh em cần phải chơi khi mà chúng ta rơi vào team này. Một sống hai chết, vì team chúng ta có khả năng hồi máu tốt mà, cứ việc lấy ưu thế ngay từ đầu của trận tâm ma. Rồi, đây là thời điểm thích hợp để chúng ta tiến công về khu vực số 15 và có những cái pha ăn thơm ở trên khu vực này. Cùng luôn bật kiếm trận lên. Đó, chuẩn bị xét tung nồi nó này mà, lướt vào trước, xét sao và xử đẹp, xong phiên. Nó gọi là thời thế nó tạo thuận lợi cho anh em đó anh em ơi. Mới vào trận thì chúng ta check map nè, phát hiện được ở đâu có đánh nhau thì chúng ta lấy ưu thế đầu trận. Team này mình thấy chỉ cần cung lôn hồi được cái chiêu xét và trường ca hồi được chiêu búp vong là chúng ta đánh rất thoải mái nha. Đối với vạn hoa thì không cần chờ hồi kỹ năng nhiều đâu, vạn hoa chúng ta đánh thường vẫn rất đau. Rồi tiếp tục qua khu vực số 17 bên này. Ây da, ôi trời trời, đóng 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 băng, cứu 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 anh em ơi, cứu cứu. Trời 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 ơi, trời ơi, bà giờ mới qua tí nữa là má nhìn không ra rồi. Wow, vất vả. Trời ơi, một pha hú hồn mà đây mà, trời ơi, tí nữa là teo tờ rim. Với ưu thế thì team này có khả năng hồi máu khá lẹ. Nãy giờ lo lắng mình cũng quên giới thiệu trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó là có anh em Facebook, đó là Máy Hiên Di Động đến từ server 512 nha. Anh em này cũng hay đi giao lưu tâm ma lắm, không biết trận này đánh ở 512 hay ở đâu đây, hình như là với cái tên Đông Tà thì là ở bên 512 anh em ạ. Rồi lần này là phản kèo ngược trở lại đây, chúng ta bật kiếm trận lên. Ấy ô ô ô, team này đâu rồi? Rồi nó chạy rồi anh em ơi. Qua cứ nghĩ tìm treo, không phải treo đâu, nó chạy mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta quay ngược lại. Mất xét. Trên khu 15 lại có team. Qua một cái bang, một cung lôn và một vạn hoa, lại là hai thổ một hỏa. Như vậy mình xử đẹp team này. Team này chắc có lẽ từ khu vực số 15 chạy sang. Rồi bây giờ mọi người cố gắng chờ hồi tất cả các kỹ năng để mình chuẩn bị giao tranh ảo tưởng nào. Và ảo tưởng xuất hiện, chúng ta lại có một cái bạo kích nữa, ảo tưởng khu 4, khu 6. Team chạy ra khu vực số 5 luôn. Khu số 5, ế, có một 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 thằng nào đó vừa chạy từ khu vực số 5 xuống khu vực số 17 anh em ạ. Và anh em chúng ta cũng đã nhanh tay nhanh chân trang bị cho mình tất cả các loại bí kíp. Như vậy có đánh về 4 hay không? 4 vẫn còn, bây giờ về 4 có lẽ là tìm treo hay sao đây? Vâng, đây là một tim treo và như vậy sơi rất nhẹ, lướt vào và chọt chọt chọt. Vạn hoa thì vẫy 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 anh em ơi. Và những tình huống về ảo tưởng trễ như thế này thì cũng rất nguy hiểm nha. Có một team nào đó nó thấy ảo tưởng chưa mở, cái nó chạy qua, nó đập mình, trong khi mình vừa mới combo hết nha anh em. Do đó những anh em nào trên ảo tưởng sau á, thì mình chú ý phải quan sát thật kỹ, có biến là chạy ngay. Rồi bên này nó dọn xong ảo tưởng mà nó chạy. Thương nhân cũng đang rất trống. Ồ, hình như là cung lôn mặc quần hay là trường ca mặc quần anh em ơi. Mình thấy là anh em cung lôn chạy khá là hào hứng. Rồi bây giờ mọi người quay ngược trở lại để mở các cái rương tại khu vực số 3 và khu vực số 4 vẫn còn một vài cái rương. Sau khi mở rương xong thì mình lại tiếp tục đi quét map. Khi anh em đã chơi một cái team có ưu thế hồi máu thì chúng ta nên cố gắng đi quét map ở giai đoạn đầu để chúng ta chiếm ưu thế, tại vì giai đoạn đầu những team khác họ có khả năng hồi máu kém hơn. Nhưng mà để nhận cho cái team kia về sau thì mình lại rất nguy hiểm nha. Do đó mình phải cố gắng diệt nó từ ngay phút đầu tiên. Bây giờ mọi người về khu vực số nào đây? Số 1, số 14 hoặc là số 3, số 14 anh em ơi.
Hay cùng luôn nhấp nhấp bên này, không biết là số 14 hay là ăn cái rương đây. Rồi về khu vực số 1. Và đánh về trung tâm luôn. Bên này chúng ta có long tước, có côn lôn và có treo hay không? Hiện tại đang bị choáng nên không biết được. Rồi xong, long tước lên bàn thờ tiếp tục, đó là côn lôn, như vậy đây là một tim treo. Chắc chắn treo rồi, côn lôn lúc nãy đã thoát được trạng thái khống chế nhưng mà côn lôn không có kinh công hoặc là không có dấu hiệu nào để gọi là chạy anh em ạ. Rồi nha, thuận lợi nha, nãy giờ ăn được mấy tim treo cũng ngon lắm nha. Chút nữa mà gặp treo là nghỉ chơi anh em ơi. Bây giờ chúng ta chạy về khu vực số 6. Nhưng mà tính ra anh em cũng chơi lớn quá. Wow, có người dọn lính đây nè. Cẩn thận nha, đây đây có một bé ngũ độc tiếp tục, đó là cùng luôn. Rồi lóc nó lại, cẩn thận. Ngũ độc đã ra đi, phải nói ngũ độc không kịp lên trứng và tiếp tục đó là cùng luôn. Vạn hoa phải nói dùng đam khá mạnh. Hai bạn đánh khá tỉnh luôn. À, bên này có hề mộc nhưng chúng ta vẫn không hoang mang. Như vậy là vòng số 3, à không, vòng số 2 đã khép lại rồi. Mới đây mà vòng 3 gì trời ơi, ngáo tới anh em ạ. Bây giờ chúng ta bây giờ cần phải chạy chết map nè. Xem là còn những team gì. Rồi anh em chết một hồi thì mình cũng không thấy được phái gì cả, tại vì mình tua qua cho anh em cái đoạn này để chúng ta đỡ tốn thời gian và có thêm sự tò mò ở các vòng sau. Cho anh em xem mà thấy bên kia nó có phái gì thì nhìn nó cũng hết vui nha. Bây giờ chúng ta về khu vực số 9, chuẩn bị quét lên đây. Có tìm cái bàn, có cùng luôn, có cả minh giáo nó nhảy, cái bàn nó trưởng, minh giáo nó dậm và cái gì nữa đây? Tiếp tục là Nga Mi ở đâu ra vậy bà? Trời ơi, Nga Mi nó nhả vòng, trời ơi, ba tim nó đấm. Rồi rồi xong con Nga Mi. Thôi bà Nga Mi bà nhiều chuyện quá à, nhiều chuyện, cái tội nhiều chuyện nè. Ôi ơi, chỗ ông ta quánh nhau chạy qua đặt vòng tính bơ nè mà. Rồi xong cái bang có lẽ là về cứu Nga Mi hay sau đó là cái bang quan thôi. Nhưng mà team này thì có quái anh em hồi máu rất mạnh. Chia buồn cùng bà Nga Mi. Phải nói là nhiều chuyện dã man luôn á. Chỗ ông ta quánh nhau nhảy vô làm chi. Nhảy vô nhảy ra đi. Còn bà đặt đặt vòng nữa. Này thì cái vòng. Rồi mở đầu vòng số 2 là mình thấy nó hấp dẫn hơn vòng số 1 rồi nha. Tiếp tục đó là côn lôn. Côn lôn gì đâu đây, côn lôn định mua bí kíp nhưng mà côn lôn đang bị chón, côn lôn tiếp tục ăn những cái chón. Côn lôn chạy lướt một cái nữa không định thân được, nó nhảy rồi lướt một cái nữa chón được, tiếp tục hay quá, chúng ta lại hồi lướt một cái lướt nữa và wow, một nùi chón anh em ạ. À, thật ra team này thì chỉ có hai cái chón thôi, đó là chón của côn lôn và chón của trường ca. Côn lôn thì anh em lướt thì lại có thêm cái khả năng định thân. Vạn hoa thì chỉ có một kỹ năng khống chế thôi anh em ạ. À, cái khống chế vạn hoa thì nó hơi kém nhưng mà vạn hoa lại có khả năng dồn sát thương rất mạnh. Do đó chơi vạn hoa thì anh em phải chọn góc đứng và mạnh dạn đánh nha. Khi vạn hoa yếu máu thì anh em phải đánh vào quái để chúng ta hồi máu. Bây giờ mọi người, trời ơi, quá mạnh rồi thì quyết mát thôi. Có quân thể kim cang luôn, lên ngựa và tăng 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 chạy. Có tim và một tim treo. Có thiên sơn nè, có thiên vương, có cái bang nữa. Cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Cẩn thận nào, cẩn thận nào. Rồi xong, ui da, lụm nó. Team mà chơi ba thì thổ đánh ngon chứ anh em nhỉ, nãy mình thấy có thần cơ mà không ai chơi hết. Rồi, đó tiếp tục, đó chính là một team treo tại khu vực số 23. Rồi, xong phiên xử lý được tiêu dao và thiên nhẫn, bây giờ còn thiên vương, mấy thiên vương treo khó chịu ghê ha, trâu cực kỳ. Đó đó, bên này còn cái gì đây? Còn một thiên nhẫn, còn một rồi có ôi thần cơ nó xoáy kìa. Đau, 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 đau. Team này mà anh em gặp thần cơ nó vừa một cái một chắc là cả team bốc hơi anh em ơi, thiệt luôn á. Hoặc là tiêu dao. Đó, bây giờ mà trong map chúng ta có tiêu dao thì chắc là kèo thơm đây. Ảo tưởng xuất hiện rồi, bây giờ chúng ta có lẽ sẽ về ảo tưởng. Tăng tăng thiên nhẫn vẫn còn bên này. Rồi xong thiên nhẫn ra đi. Ảo tưởng khu vực 6 và 5 đã được mở và bây giờ chúng ta vẫn còn khu 7. Cẩn thận bên kia chắc có team gì đó cũng khủng bố lắm đây.
Theo mình dự đoán là sẽ có giao tranh, đào hoa đã di chuyển sang đào hoa rất hổ báo và đào hoa không chạy được. Trời ơi, ăn ấu tượng bên khu 6 xong còn chạy qua đây nữa. Tiếp tục đó là ngũ độc và thiên vương. Bây giờ thì cần bắt ai trước đây? Chắc là phải bắt ngũ độc thôi em à. Bằng ngũ độc đẻ trứng quánh khá đau, thiên vương đang xoay trì, thiên vương lên 7x rồi. Mọi người đánh dạng dạng ra. Wow, thiên vương vẫn ở lại mặc dù mất 7x, ngũ độc cũng đã mất trứng nha. Bây giờ ngũ độc phải trả giá, team chúng ta phải nói là giữ khoảng cách rất hay anh em ơi. Như vậy là đã có thêm 3 điểm hạ gục giảm úp chúng tôi. Hai mà dám đánh ba. Đối chọi với thiên vương và ngũ độc thì anh em cần phải đánh giãn khoảng cách ra nha. Chứ mình mà đánh chậm lại thì sẽ bị ăn xoay trì sấp mặt, bị bét cắn rất đau. Rồi bây giờ cần phải chết boss thủ lĩnh thôi bà con ơi. Để lỡ có một team nào đó nó xơi thì hơi mệt nha. Nhưng mà với một cao thủ tâm ma như anh em Đông Tà thì chắc chắn là phải về chết boss rồi anh em ạ. Đó là nguyên tắc khi anh em đi tâm ma. Ôi anh ơi chết boss anh ơi ông chết boss luôn. Trời ơi em mới khen anh mà anh làm em xấu hổ quá. Rồi, bữa này không có ai hết trơn. Nó về con boss, nó ăn con boss một cái có đá hồi sinh là xanh mặt nè. Đó, cuối cùng cũng về boss rồi anh em ạ. Nhưng mà boss hiện tại chúng ta đang rất an toàn và mấy team kia chạy đâu rồi ta ơi. Khu vực số 13 và khu vực số 11 vẫn chưa có quét trong này. Nhưng mà còn đến 5 đội lận. Không biết là mấy team kia họ đang ở khu vực nào. Rồi chắc chắn có team. Đây biết ngay một team gồm đào hoa và vạn hoa. Ôi giờ giờ này vẫn còn team treo anh em ơi. Và xử lý nhẹ luôn cái team này. Rồi như vậy có lẽ là vòng số 2 sẽ khép lại ở đây. Chúng ta chuẩn bị sang vòng số 3. Vòng số 3 chỉ còn 4 đội. Và 4 đội này là những môn phái gì đây? Một bạn vạn hoa với quân hàm chí tôn. Ồ, chí tôn vạn hoa bên mình nè à. Chết 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 nhìn nhầm nhìn nhầm. Đây có một cái bàn. Còn gì nữa nào? Đây một tim treo chạy về đâu? Tính ra nãy giờ là mình thấy hay mộc chỉ có ngũ độc. Khoảng vài team là chúng ta có ngũ độc. Tiêu dao thì không thấy. Tiêu dao đa số treo nhiều có cả thần cơ nữa. Bây giờ mà có thêm một tiêu dao nào đó chạy lăng tăng trong này thì chắc là vui lắm đây. Một cái bang đã né được cái diệt xét cùng luôn. Tiếp tục truy đuổi cái bang. Wow, cái bang chạy rất hay nhưng mà chón rồi. Tới bên này lại có một cái bang khác. Cái bang này đang treo và cái bang có thêm thiên vương nữa trời ạ. À. Ây da. Rồi xong. Ngậm củ tỏi. Như vậy là chúng ta sẽ còn 3 team. 3 team. Wow, cái bang có quân thể, bây giờ cái bang làm gì đây? Cái bang xuống ngựa, cái bang chưởng vào con cọp. Cái bang cố gắng bắt con lôn, cái bang búp tứ điệp, cái bang tiếp tục đặt khống long công vào cọp. Cái bang lại chưởng và sau đó cái bang lại chạy. Ở nhà cái bang xử lý có những cái pha cồng kềnh quá tại vì nhiều quá loạn. Bây giờ cái bang. Ôi trời ơi, anh ơi, anh gì đó ơi, tham anh gì đó ơi. Nãy em giỡn thôi, em muốn tí mà. Trời ơi, khổ quá. Rồi, còn một team luôn anh em ạ. À, tình huống đó thì tìm chúng ta đây có vạn hoa chí tôn rồi xong em đã bị khống chế và em đã bị công an bắt bây giờ em đang phản kèo và em châu 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 wow một đánh ba mà quá ghê wow vạn hoa có nghề anh em ạ quá dữ như vậy thì bây giờ vạn hoa phải đi hồi máu sấp mặt
Tí nữa là team chúng ta toang. Bạn Hoa bên kia có bạo kích nha. Đây rồi, em đang hồi máu và em méo mỏ, giật xét cái tung nồi luôn rồi. Xong lần này cọp cắn, trái đánh ngựa và em đã lên bảng điểm số. Quá ghê. Phải nói là Vạn Hoa bên kia khá chắc tay. Nếu mà có thêm sự hỗ trợ của một môn phái khác thì chắc chắn Vạn Hoa kia có thể làm team chúng ta vất vả luôn anh em ơi. Như vậy là trận tâm ma cũng đã kết thúc rồi. Mặc dù có khoảng trên 50% team treo, nhưng mà có những team kỳ hệ và có những kèo đánh khá là hấp dẫn đúng không anh em ơi. Và trận tâm ma đến đây là hết. Nếu các bạn cảm thấy thích trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn ở những video sau.